Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa tham gia hai nhóm Telegram và nhóm Zalo của kênh thì các bạn hãy bấm tham gia để nhận cái dự án kiếm tiền sớm nhất, mới nhất. Mình sẽ cập nhật liên tục các cái kèo Adobe uy tín chất lượng ở trên hai cái nhóm này. Các bạn thân mến, thì ở cái video ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn một cái kèo siêu tiềm năng, đó chính là cái kèo khai thác miễn phí cái đồng coin của ví, đó là cái ví Pol Wallet. Thì cái ví này thì sẽ chạy ở trên một cái mạng riêng, và với cái tổng nguồn cung của nó chỉ có 100 triệu token. Và cái dự án này thì nó mới ra mắt được cách đây khoảng vài hôm, mà tuy nhiên thì cái số lượng người tham gia cực kỳ là khủng nha các bạn. Đó, và cái tốc độ khai thác hiện tại thì bây giờ đang còn rất là cao. Cho nên các bạn hãy tham gia càng sớm càng tốt, và những ai chưa tham gia thì mình sẽ để link đăng ký ở dưới phần mô tả để cho các bạn kích, và chúng ta sẽ tham gia cùng nhau, chúng ta đào miễn phí cái đồng pool này nhé. Trước khi mà mình hướng dẫn cho các bạn là tải app cũng như là tham gia đào cái đồng Pol này, thì mình sẽ giới thiệu qua một chút về các cái chức năng của ví. Thì các bạn sẽ thấy nhìn ở đây thì trên này nó sẽ có cái địa chỉ ví của các bạn. Khi các bạn tạo ví thì nó sẽ có cái ví riêng ở đây. Đó, thì mỗi người nó có một cái địa chỉ ví riêng nhé. Và tiếp theo thì các bạn nhìn ở đây thì nó sẽ có cái đồng Pol mà mình khai thác ở đây nhé. Thì khi các bạn đăng ký tài khoản xong thì các bạn nhấn nhấn nút Start ở đây. Nó không phải là chữ claim mà nó sẽ là cái nút start, thì chúng ta sẽ kích vào cái nút start là nó sẽ bắt đầu. Và cứ đến 7 giờ sáng thì các bạn sẽ thấy nó có cái chữ chuyển sang cái chữ claim, thì các bạn nhấn nút claim thì nó sẽ chuyển cái số dư về bên cái phần ví riêng của chúng ta. Thì ở đây mình sẽ kích nút claim cho các bạn xem. Đó, các bạn chờ một chút nó sẽ claim cái phần thưởng về nó đấy, chứ các bạn nhìn thấy nhé. Thì các bạn claim xong thì nó sẽ chuyển cho cái chữ này sang cái nút Start Mining, tức là chúng ta lại bắt đầu đào. Đó, thì các bạn kích cái máy đào thì lại tiếp tục là thời gian nó sẽ chạy ở đây nhé, 22 giờ, tức là đến 7 giờ sáng ngày mai thì các bạn lại vào các bạn claim tiếp. Đây thì cái số mà nó đang nhảy đây là chúng ta đang đào nhé. Rồi, các bạn sẽ nhấn vào cái phần wallet cho mình. Rồi, tiếp theo các bạn nhấn vào cái phần mạng ở trên này. Rồi các bạn sẽ thấy nó ở trên này nó có cái mạng BSC này, Ethereum, Polygon, Pol và Pol Testnet. Thì ở đây các bạn sẽ kích vào cái phần cái mạng Pol này. Đó, nó chạy một cái mạng riêng nhé. Thì các bạn sẽ thấy được cái đồng Pol mà mình vừa mới claim về là 0.779 ở đây. Đó, là nó sẽ trả thẳng về cái ví cá nhân của chúng ta. Thì các bạn sẽ thấy được cái số dư ở đây. Và trong cái ví của nó thì cũng sẽ có cái mục NFT này, phần ví này, nạp và rút này, và swap này. Thì sau này thì cho chúng ta swap thì chúng ta sẽ kích vào cái nút này, chúng ta sẽ swap sang các cái đồng coin khác. Và hiện tại thì cái chức năng này ấy, thì nó vẫn chưa hoạt động nhé. Thì các bạn kích vào đây, chúng ta sẽ quay trở lại các cái mạng khác, ví dụ như Arbitrum và Phantom và các cái mạng khác. Thì các bạn lên để cho mình cái mạng Pol ở đây để chúng ta kiểm tra cũng như là chúng ta kiểm soát được cái số dư của chúng ta mỗi khi mà chúng ta claim về nhé. Thì các bạn để cho mình cái mạng là Pol, và cái đồng Pol đây của mình đang claim là 0.07, vì là ở đây thì mình cũng mới tham gia cho nên mình cũng chưa khai thác được nhiều. Rồi, tiếp theo thì các bạn kích vào cái phần market này, cái phần thị trường nhé. Thì ở đây nó cũng là một cái phần giao diện giống với cái ví mà các bạn sử dụng, cái ví Bitkip, thì các bạn sẽ thấy nó có cái thị trường ở đây, các cái đồng coin ở đây. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ quay trở lại cái phần mining, thì các bạn sẽ thấy được cái số người tham gia này. Các bạn nhìn thấy số người tham gia hiện tại đang là 484 người tham gia đào. Và ở đây các bạn sẽ thấy cái tốc độ khai thác solo nhé, tức là chưa có tiền Z, thì các bạn sẽ thấy cái tốc độ ở đây. Rồi, tiếp theo thì các bạn nhấn vào cái phần new. New ở đây thì nó sẽ là cái phần tin tức này, cập nhật tất cả các thông tin về thị trường crypto, thì các bạn sẽ thấy nó ở đây. Rồi các bạn nhấn vào nút setting này. Setting ở đây thì nó sẽ có một cái phần, đó là các bạn sẽ thấy là cái phần username này, danh sách ví này. Thì ở đây thì các bạn sẽ có thể là tạo thêm ví, các bạn có thể import thêm cái ví khác, ví dụ Coinnet, ví MetaMask vào đây bằng cụm từ 12 cụm từ bí mật đó, thì các bạn có thể import tất cả các ví vào đây. Rồi tiếp theo là cái cụm từ khôi phục ví này, tài sản này. Và ở đây thì nó sẽ có cái mục là các bạn để ý là mục giới thiệu. Giới thiệu ở đây thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái mã mời này. Tiếp theo bên dưới là cái link mời đó, và bên dưới này các bạn kéo lên thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái phần đó là thêm mã mời đó. Các bạn kích vào đây
Nếu như các bạn ủng hộ mình thì các bạn có thể là copy cái mã mời của mình để dưới phần mô tả của video để các bạn dán cái mã mời vào đây thì các bạn nhấn thêm vào đó, hoặc là các bạn cũng có thể là không cần thêm mã mời thì cái này là tùy ý các bạn nhé. Rồi tiếp theo các bạn back lại cho mình, các bạn sẽ thấy ở trên cái phần dưới phần thưởng này này, ở đây thì nó sẽ có cái phần giới thiệu bạn bè thì các bạn sẽ nhận được 10 cái đồng pool và các bạn bắt đầu đào để nhận thì các bạn kích vào đây thì các bạn sẽ nhận được một đồng pool. Ở đây thì mình tất cả những cái nhiệm vụ này thì mình cũng đã làm rồi cho nên là mình không còn nhận được nữa. Rồi tiếp theo các bạn kích vào cái nút dấu chấm than ở trên này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái thông tin của cái dự án này đó. Ở đây thì nó sẽ có cái thông tin cho chúng ta biết được là cái tổng nguồn cung của cái pool mining là 100 triệu token, nó cực kỳ là hiếm nha các bạn. Rồi ở đây này sẽ có những cái thông tin này, các bạn sẽ dịch sang phần tiếng Việt để chúng ta sẽ cùng nhau tìm. Đây, một đợt giới thiệu thành công bạn sẽ nhận được một điểm EXP, và cứ 10 EXP thì bạn sẽ được một tặng tăng một cấp. Ở đây là chúng ta sẽ tăng cấp nhé, và tỷ lệ băm là một tham số khai thác được tính toán dựa trên cấp độ, và tỷ lệ băm được tính bằng 24 giờ trên một block, tức là 24 giờ chúng ta sẽ là kích đào một lần, tức là 24 giờ là một block, và cứ tăng một cấp là chúng ta sẽ giảm được 1 giờ cho cái HZT, và tốc độ băm tối đa sẽ là 1 giờ cấp 24 giờ, và hỗ trợ chức năng khai thác tất cả các thiết bị trên điện thoại Android cũng như là iOS, và khai thác và hỗ trợ chức năng khai thác tất cả các thiết bị này, chỉ có thể khai thác một thiết bị cho mỗi ID. Đó, thì các bạn lưu ý nhé, mỗi một thiết bị chúng ta mỗi một ID thì chúng ta chỉ được khai thác một thiết bị thôi. Và mỗi một ngày thì vào lúc 0000 giờ, người dùng phải kích hoạt khai thác để tiếp tục khai thác mã thông báo, tức là 00 giờ này thì cũng là giờ UTC và giờ Việt Nam sẽ là vào khoảng 7 giờ nha các bạn. Và cứ sau 1 giây sẽ khai thác đây là khai 1 giây là khai thác được là pool, nó ghi là B pool dựa trên cái sức mạnh khai thác của các bạn đó, hiện tại của các bạn, và khi tăng cấp trong thời gian đó thì số tiền khai thác sẽ được điều chỉnh lại để phù hợp với chức năng. Thời gian đó số tiền khai thác sẽ được điều chỉnh và chỉ có thể rút mã thông báo nhóm đã được xác nhận. Và như vậy là cái trên đây là toàn bộ những cái thông tin nguồn tổng cung cũng như kể về cái việc mà tuyển Z để chúng ta tham gia, chúng ta tăng được cái tốc độ và cũng đồng thời là cũng sẽ là nhận được cái tốc độ khai thác nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách đăng ký tải app cũng như là đăng ký và tham gia đào ở cái đồng pool này nha các bạn. Đấy, các bạn kích vào nút cài đặt này cho mình nè. Đó, đây các bạn chờ nó loát nhé. Rồi sau đó các bạn nhấn mở này. Bước tiếp theo các bạn nhấn cho phép. Rồi các bạn kích vào đây. Rồi ở đây thì các bạn điền tên nhé. Tên là cái tên ví thì các bạn có thể viết liền hoặc là viết cách đều được. Đây mình viết là Thiếu Hùng Crypto ở đây. Rồi sau đó thì các bạn nhấn next. Bước tiếp theo các bạn nhập cái mã mật khẩu để đăng nhập vào ví. Rồi tiếp theo ở đây nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái cụm từ 12 cụm từ bí mật, thì các bạn chụp lại, các bạn cất giữ cho mình cái mã này để chúng ta khôi phục. Rồi tiếp theo các bạn nhập từ thứ tự từ 1 đến 12 cụm từ bí mật như ở cái bức ảnh ban đầu mà các bạn đã xem. Đó thì các bạn nhập thứ tự cho mình. Rồi. Các bạn nhấn vào đây. Rồi ok, như vậy là đã tạo cái ví thành công nhé. Sau khi tạo ví thành công thì các bạn kích vào cái nút mining này. Các bạn nhấn nút start này cho mình. Và các bạn lưu ý thì ở đây thì cứ 7 giờ, cứ đến hàng ngày cứ 7 giờ thì các bạn giờ Việt Nam nhé, 7 giờ sáng thì các bạn vào, các bạn nhấn nút claim, và sau claim thì nó sẽ có cái hiện lên cái nút start thì các bạn nhấn nút start cho mình. Ở đây là do là mình claim muộn, do là mình dậy muộn, mình claim muộn cho nên là mình còn 22 giờ, còn nếu đúng 7 giờ các bạn claim thì nó sẽ là 24 giờ. 24 giờ thì nó sẽ có một một block cho chúng ta claim nha các bạn. Rồi thì ok, thì cái video này thì mình xin được kết thúc tại đây, và ở những cái video sau có những thông tin mới hơn từ cái dự án này thì mình tiếp tục cập nhật với các bạn nhé.